Kính thưa quý vị, bộ mặt đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu gặp Kyrgyzstan diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 9 tháng 1 tại Doha, Qatar khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam dậy sóng. Đây là trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse trong năm 2024, cũng là màn thử lửa duy nhất của toàn đội trước thềm Asian Cup. Trước đối thủ đứng hạng 98 thế giới kém 4 bậc, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi thua 1-2. Huấn luyện viên Chu đang bị nghi ngờ khi triết lý bóng đá của ông không phát huy tác dụng. Huấn luyện viên Chu Dê có điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp cầm quân, đó là quãng thời gian vô địch Asian Cup năm 2000 cùng với Nhật Bản. Huấn luyện viên Chu Dê đã cạn vận may và hết ý tưởng sau khi rời Nhật Bản. Ông bị Kata sa thải và không thành công ở Trung Quốc. Câu lạc bộ thâm quyến Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu xuống hạng và không thể thăng hạng trong 2 năm tiếp theo. Sau một ngày đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan 1-2, cổ động viên Việt Nam đã lên mạng lập hẳn một chiến dịch kêu gọi 60.000 chữ ký ủng hộ sa thải chiến lược gia người Pháp Philippe Chu Trong phần mô tả chiến dịch có viết: Sau chuỗi thành tích yếu kém và trận thua mất mặt trước Kyrgyzstan ngay trước thềm Asian Cup 2023, cổ động viên Việt Nam chúng tôi muốn ông Philippe Chu từ chức. Ngay sau khi nhóm cổ động viên đăng bài viết, lập tức số người tham gia chiến dịch tăng một cách chóng mặt. Tính đến trưa ngày mùng 10 tháng 1, chiến dịch đã đạt gần đủ số lượng yêu cầu dù chưa mất đến một ngày. Cụ thể con số này hiện đã lên đến gần 56.000 người. Kể từ khi nhận chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2023, ông Chu Dê đã có nhiều hành động nhằm nâng tầm bóng đá Việt Nam. Thế nhưng kết quả lại đi ngược với những gì mong muốn. Không chỉ yêu cầu ông Philip Chu Dê từ chức, người hâm mộ Việt Nam còn kêu gọi huấn luyện viên Park Hang Seo trở lại giải cứu rồng vàng. Một người hâm mộ bóng đá Việt Nam có nickname Kiều Gia bức xúc chia sẻ. Cái câu kiểm tra và không coi trọng kết quả, nghe sao mà giống ông Shin Tae -yong sau hai trận Indo toàn thua trước Libya thế nhỉ? Ông Miura thắng Kyrgyzstan 1-0 ở ASEAN 2014. Ông Park tử thủ cũng từng thắng áp đảo Kyrgyzstan 3-0. Đến lượt ông phù thủy tấn công hiện đại Chu Dê này thì may mắn cầm hòa không đều. Thua luôn lưu ở Doha Cup, xếp bét bảng 10 trên 10. Hôm qua thì lại thua luôn Trước đó Kyrgyzstan thua Malaysia 3-4 và Philippines 0-1 đấy. Triết lý kiểm soát phải cầm bóng tấn công của ông Chuze thực ra chỉ truyền qua truyền lại rồi lại truyền về bên phần sân nhà. Kết quả ngày càng đi xuống. Họp báo chắc chắn ông huấn luyện viên này sẽ nói rất hay nhưng vẫn chưa thấy làm được gì. Những gì động lại suốt một năm qua chỉ là lối chơi nhạt nhẽo, những lời bào chữa rõ hay, lỗi thì đổ lên đầu cầu thủ và nổ tung trời. Nào là đưa bóng đá Việt Nam lên tầng cao mới, nào là đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup. Sáu rỗng vậy sao ông phù thủy trắng? Kể từ những trận thua không dứt điểm được lần nào thì huấn luyện viên tệ nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam đã quá rõ rồi. Các đời huấn luyện viên nội cũng không dở như vậy. Không biết fan cuồng trông mong hy vọng điều gì ở ông Chu Dê này. Mới đây một quan chức VFF đã có những chia sẻ với báo chí về vấn đề này. Thành thật mà nói, tôi nghĩ phải có sự thay đổi ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam vị trí huấn luyện viên trưởng phải có sự thay đổi để củng cố tinh thần của các cầu thủ sau những thành tích yếu kém đã qua tôi đang cố suy nghĩ tích cực hơn và mong đội tuyển bóng đá việt nam sẽ đạt thành tích tốt tại asian cup lần này nhưng tôi chắc chắn ông huấn luyện viên chu dê này sẽ không làm được tuyển chọn cầu thủ thì thấp tẹt lối chơi lên bóng giữa sân lại truyền về không có sự đột biến không có tư duy rất tù túng ông chu dê cũng bị suy giảm tâm lý sau những kết quả không tốt trong thời gian vừa rồi Vừa qua huấn luyện viên Chu Zê cay đắng tâm sự rằng có rất nhiều người muốn ông mất ghế vì thế tốt nhất nên có sự thay đổi ngay bây giờ. Khẩu hiệu Philip Chu Dê ao một lần nữa được cổ động viên Việt Nam hô vang trên các trang mạng xã hội sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Kyrgyzstan diễn ra tối mùng 9 tháng 1. Chính điều này đã làm ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của huấn luyện viên người Pháp. Chia sẻ với truyền thông, một trợ lý thân cận của ông Chu Zê cho biết. Ông Chu Dê nắm bắt rất rõ các thông tin trên truyền thông và giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Ông ấy cũng rất thẳng thắn khi trải lòng như vậy. Huấn luyện viên Philip Chu Dê đã suy sụp về tinh thần ngay trước thềm giải Asian Cup 2023. Ông ấy bị áp lực bởi truyền thông trên mạng xã hội và đặc biệt là từ cổ động viên Việt Nam. Ông Chu Dê nhận thức được tình hình hiện tại. Chuyến đi dự Asian Cup 2023 lần này lành ít giữ nhiều cho huấn luyện viên Chu Dê. Tương lai của vị huấn luyện viên này sẽ phụ thuộc vào quyết định của VFF trong thời gian tới. Sáng nay ngày 10 tháng 1, trái ngược với sự lo âu của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam sau trận thua trước Kyrgyzstan, ông thầy người Pháp này không hề hoảng sợ trước kết quả tệ hại của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bởi theo vị huấn luyện viên này, tỷ số 1-2 của trận đấu không có ý nghĩa gì với thầy trò ông. Ông Chu nói: "Chúng tôi không thực sự nhìn vào tỷ số và diễn biến trận đấu diễn ra như thế nào." Cuộc so tài này chỉ là hình thức để kiểm tra tình trạng của các cầu thủ. Vì vậy mục tiêu cho tất cả các cầu thủ trong đội chỉ là làm nóng. Xin đừng nghĩ quá nhiều về kết quả trận đấu ngày hôm qua. Tôi không quan tâm về tỷ số. Tôi quan tâm rằng thể lực của các cầu thủ vẫn còn mệt mỏi. Các buổi tập tới chúng tôi sẽ có những điều chỉnh tổng thể trước khi bước vào cuộc đụng độ với Nhật Bản. Chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh đội hình để có thể thi đấu tốt khi bước vào vòng chung kết Asian Cup năm 2023. Ông Chu Dê cũng hứa với người hâm mộ rằng sau trận thua Kyrgyzstan tối mùng 9 tháng 1, cỗ máy của ông sẽ thành hình. Huấn luyện viên Chu Dê nói, có thể người hâm mộ thất vọng với kết quả này, nhưng hãy tin tôi, đội sẽ tiếp tục tiến bộ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho tập thể này vận hành tốt hơn để sẵn sàng cho Asian Cup. Cũng trong sáng mùng 10 tháng 1, bóng đá Việt Nam một lần nữa xôn xao với phát biểu muốn sa thải huấn luyện viên Philip Chuzi và cương quyết không chấp nhận ông Chu Dê dẫn dắt tuyển Việt Nam từ bầu Đức. Theo bầu Đức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nên tìm một giải pháp lâu dài về vấn đề huấn luyện viên của Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Dê được bổ nhiệm vào ghế nóng tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sau khi chiến lược gia nổi tiếng Park Hang-seo kết thúc hợp đồng hồi cuối tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, ông Chu Dê vẫn chưa thể làm Việt Nam khởi sắc và thay đổi trong nỗ lực cải thiện chất lượng bóng đá thời gian qua. VFF cần có động thái tích cực hơn trong việc tuyển chọn một huấn luyện viên chất lượng và danh tiếng nếu không muốn bóng đá Việt Nam tiếp tục lún sâu khi xa lầy. Bầu Đức nói, sau nhiều thất bại của bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trận thua Kyrgyzstan tối qua, tôi buồn lắm. Sau khi ông Park đi, phong độ Việt Nam ở mọi lứa tuổi, cấp độ rất ổn định, thua đều. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu thầy trò huấn luyện viên Chu Dê kiểm soát bóng kiểu gì. Có chăng từ thủ môn đưa bóng lên hậu vệ rồi truyền ngang qua lại. Khi đối thủ ập vào thì phất bóng dài dọc hai biên. Chấm hết. Không cần xem tập kín hay tập hở cũng biết chiến thuật chỉ có vậy. Biết đâu qua Asian Cup lần này chiến thuật hình chữ U của thầy phù thủy sẽ vươn tầm thế giới. Tôi vẫn giữ quan điểm huấn luyện viên Chu Dê sẽ thất bại. Phát biểu của Bầu Đức thực chất đã lột tả được vấn đề cốt lõi là đội tuyển quốc gia Việt Nam cần sa thải huấn luyện viên Chu Dê càng sớm càng tốt một người hâm mộ bóng đá việt nam có nickname xuân lâm chia sẻ đá đâu thua đó đá kiểu gì cũng thua đá thật cũng thua giao hữu cũng thua giải lớn cũng thua giải nhỏ cũng thua một đội bóng vừa không biết tấn công lại càng không hề biết phòng thủ hầu như bất kỳ trận nào cũng dễ dàng để thủng lưới bèo gì cũng vài bàn trở lên tôi có cảm giác đưa đội bóng làng tôi vào đấu cũng có thể nã cháy lưới đội tuyển việt nam đá mà không biết thủ thì trước khi đá có lẽ đã xác định 78 phần là thua, trừ khi đá với Lào, Cam hay Timor. Đội tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều điều cần phải tiếp tục hoàn thiện mình trước thềm chiến dịch cúp bóng đá châu Á Asian Cup năm 2023. Trước đội bóng kém 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tự tin khi triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Tuy vậy căn bệnh khó chữa lại tiếp tục xuất hiện, khi đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuje vẫn thể hiện sự bế tắc trong các tình huống tiếp cận khung thành của đối thủ. Đây thực sự là vấn đề nan giải đã tồn tại suốt thời gian vừa qua với những chiến binh sao vàng. Chẳng những vậy, điểm yếu nơi hàng phòng ngự lại được thể hiện. Đó là tình huống truyền về thiếu lực ở phút 30 để Kyrgyzstan cướp bóng và mở tỷ số trận đấu. Bàn thua thứ hai cũng xuất phát từ sự lỏng lẻo ở tuyến dưới. Rõ ràng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục những lỗi đã tồn tại suốt một thời gian dài qua bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Chu Dị. Trương Tiến Anh là cái tên gây nhiều tranh cãi khi vẫn thường xuyên được huấn luyện viên Philip Chuze trọng dụng trong suốt thời gian qua. Anh liên tiếp được lên tuyển và ra sân trong các trận đấu ở tháng 10. Tuy vậy đến vòng loại thứ hai World Cup 2026, cầu thủ thuộc biên chế Việt theo lại bị loại trước khi góp mặt tại thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cúp bóng đá châu Á 2023. Để rồi trước nhiều nghi ngờ, nhân tố sinh năm 1999 đã ghi dấu ấn trước đội tuyển Kyrgyzstan. Chính Trương Tiến Anh đã ghi bàn thắng duy nhất san bằng tỷ số 1 đều ở phút 63 cho đội tuyển Việt Nam trước khi chúng ta nhận bàn thua sau đó để khép lại trận đấu. Bàn thắng ghi được hứa hẹn sẽ giúp nhân tố 24 tuổi được huấn luyện viên Philip Chuze giữ lại cho các màn đọ sức chính thức tại Asian Cup năm 2023. Nó cũng khiến anh tự tin hơn để chứng minh năng lực nếu tiếp tục được ra sân trong thời gian tới. Trước chiến dịch Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã trải qua cơn bão chấn thương khi phải chia tay với chín trụ cột và mang một đội hình khá trẻ đến giải đấu. Rõ ràng với lực lượng như hiện tại, những sai sót ở các màn đọ sức là điều khó tránh khỏi. Thất bại trước Kyrgyzstan tiếp tục chỉ ra điểm yếu của Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội, để huấn luyện viên Philip Chuje có những đánh giá và rút kinh nghiệm với các cầu thủ và đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Trận thua vừa qua cũng cho thấy, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong các trận đấu chính thức trước các đối thủ mạnh là Nhật Bản, Iraq hay Indonesia. Huấn luyện viên Philip Chuze có lẽ cũng đã nhìn ra được những nhân tố cần thiết để điền tên vào danh sách 26 cầu thủ cuối cùng tham dự Asian Cup năm 2023. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.